Dù xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một con người không thật, ChatGPT. Đây là một trí tuệ thông minh nhân tạo được sáng tạo ra để hỗ trợ chúng ta trong công việc hàng ngày, nhưng có lẽ nó còn có nhiều khả năng khác mà chúng ta chưa biết. Hãy cùng mình sơ đồ khám phá và tìm hiểu những gì mà ChatGPT có thể làm và cách nó có thể giúp đỡ chúng ta nhé. Câu mở đầu vừa rồi của mình hoàn toàn 100% được viết bởi AI. Mình không hề nghĩ một cái gì cả. Mình chỉ viết vào trong cái trang web của cái con AI này. Hãy làm cho câu sau trở nên hấp dẫn, thú vị, gây sự tò mò hơn cho mở đầu của một video YouTube. Xin chào các bạn, mình là Sơn Đù. Ngày hôm nay mình sẽ nói về ChatGPT, một trí tuệ thông minh nhân tạo. Và ngay sau đó, cái con AI này đưa ngay cho mình một cái đoạn văn để mình có thể đọc cho các bạn nghe như vừa rồi. Thì nếu mà đến bây giờ các bạn vẫn chưa hiểu là cái video này nó nói về cái gì á, thì đó là video mình sẽ nói về ChatGPT, một cái con AI, một cái con bot. Nó mới được phổ biến gần đây và vô cùng nổi tiếng bởi cái khả năng gọi là trả lời của nó. Cái khả năng mà gần như là nó có thể trả lời cho các bạn mọi câu hỏi, tới mức độ là nó có thể giúp cho bạn giải được những cái bài toán hay là những cái câu đố hóc búa với các cái bước trình tự vô cùng là chi tiết mà các bạn không thể tìm được ở bất kỳ một nơi nào khác. Một cái khả năng đáng sợ của cái con ChatGPT này ấy, là nó có thể viết ra những đoạn code, những cái dòng mã lập trình cho những cái lập trình viên luôn. Nên là dạo này là mình đọc trên mạng thấy hay bảo là lập trình viên là đang sợ là sẽ bị thay thế bởi con này các bạn ạ. Thì trước hết để có thể truy cập vào cái con AI này á, các bạn phải đăng ký một cái tài khoản ở trên cái trang link mình sẽ để ở trên màn hình. Viết kịch bản cho video YouTube chủ đề những điều thú vị ở Nhật Bản. Đây. Và gần như không phải đợi lâu, ngay lập tức con ChatGPT nó đã cho mình một kịch bản. Thậm chí nó còn chi tiết tới mức độ là nó chia cả phần mở đầu ra, bảo mình là hãy làm cái gì đầu tiên. Mình muốn để cho nó viết hết tất cả ra, sau đó thì chúng ta cùng xem là nó viết như nào này. Vâng các bạn ạ, có vẻ như là mạng của mình nó lag, nên thành ra là con AI này nó đang giới thiệu được đến cái khúc là phần 2, ăn một bữa ăn Nhật Bản. Nó dừng ở đây luôn. Nó viết một kịch bản mà chi tiết tới mức độ như thế này luôn. Nhưng mà đây nó chỉ là một kiểu khung kịch bản thôi. Mình muốn là nó nói luôn cho mình là mình phải nói cái gì luôn ấy. Thì để xem mình sửa lại như nào nhá. Viết kịch bản chi tiết các câu nói. Để xem nó có nói hẳn cho mình không nhá. A few moments later. Vãi chuồng, nó viết được ra thật luôn ạ. Xin chào các bạn, tôi là điền tên bạn vào. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều thú vị mà tôi đã trải nghiệm khi du lịch đến Nhật Bản lần đầu tiên. Đến khúc này thì có vẻ như là nó đang viết lại những cái ở trên. Cái vụ thăm ngòi đầu tiên thì mình không hiểu ngòi là cái gì cả. À, ngòi của nó là ý là ở đây là chùa, cái đền chùa á. Bởi vì đây này, có cái đền chùa, cái đền tên này này, Fushimi Inari này, nó đã có thể biến những cái kịch bản mẫu như thế này, nó biến thành câu nói luôn, để cho mình có thể nói là y chang như này luôn. Và có lẽ là sắp tới sẽ có những cái video trên YouTube hoàn toàn được thực hiện bởi AI luôn. Từ việc lên kịch bản đến những câu nói cũng AI đọc, đến hình ảnh cũng là AI viết, và đăng video lên cũng là AI đăng luôn. What? À, ghê thật sự ấy. Tiếp đến có một cái khá là thú vị với con ChatGPT này là nó có thể trả lời giúp mình những cái câu hỏi giống như là kiểu các bạn search Google á. Thì search Google nó sẽ ra những cái kết quả ở những cái trang web có những cái câu trả lời liên quan đến cái từ khóa tìm kiếm của các bạn. Nhưng mà con ChatGPT này nó trả lời thẳng vào vấn đề luôn. Ví dụ mình muốn hỏi các bước để trở thành một nhân vật anime, trở thành một trai anime như thế nào. Câu hỏi này rất là xàm đúng không? Và chắc chắn rằng là không có một nơi nào có thể trả lời cho các bạn được. Nhưng con này nó làm được. Thì viết ra bằng tiếng Anh đi để cho cái con này nó dễ trả lời hơn. Hãy làm một kịch bản cho một video YouTube về cách để trở thành một chàng trai anime với những bước chi tiết. Và đây, con bot ChatGPT này nó viết cho mình một cái kịch bản luôn. Có intro giới thiệu. Xin chào những fan hâm mộ của anime. Bạn đã tìm cách để có thể kích hoạt cục máy anime trong người các bạn. Rồi, bạn đã gặp may mắn rồi đấy. Trong video này, mình sẽ cho các bạn thấy cách để thành một chàng trai anime chỉ bằng vài bước cơ bản. Bước đầu tiên, chọn ngoại hình. Bước thứ hai, luyện tập những cái dáng đứng. Bước thứ ba, dùng trang điểm để làm nổi bật những cái đặc điểm khuôn mặt, phát triển tính cách, tìm về những cái hội mà cùng chung ý tưởng với bạn. Sau đó là có một cái cả câu kết video. Thì quái nào mấy con bot này nó có thể hướng dẫn chúng ta cách để trở thành trai anime được. Mà nó hướng dẫn được luôn mới giỏi chứ. Và nếu các bạn muốn đọc chi tiết về cái câu trả lời này, đây mình sẽ để lên trên màn hình. Các bạn có thể bấm dừng video này lại để đọc 5 bước trở thành trai anime. Đỉnh vãi. Tiếp theo, cái con bot ChatGPT này thậm chí nó có thể giúp cho các bạn viết được cả một cuốn sách. Mình nghĩ rằng bây giờ các bạn trẻ đang rất là muốn trở thành một TikToker đúng không? Mình sẽ bảo con bot này viết cho mình một cuốn sách hướng dẫn bạn cách trở thành một TikToker. Đặt một cái tên cho cuốn sách hướng dẫn cách trở thành một TikToker nổi tiếng. TikTok thành công, bí quyết trở thành một TikToker nổi tiếng. Cách trở thành một TikToker nổi tiếng từ A đến Z.
TikToker hào hoa, cách trở thành một TikToker nổi tiếng trong ngày. Vâng, người ta không hiểu chữ hào hoa là gì rồi đấy. Đặt một cái tên gây sự tò mò, chú ý cho cuốn sách hướng dẫn cách trở thành một TikToker nổi tiếng. Đấy, có tò mò chú ý một tí. TikTok thần thánh, cách trở thành một TikToker nổi tiếng không ai dám ngờ. Why? Được phép chứ nhở? TikTok tàn nhẫn, cách trở thành một TikToker nổi tiếng bất chấp mọi khó khăn. Hay vãi trường á. TikTok chết người, cách trở thành một TikToker nổi tiếng không còn lối thoát. Ê, cái này là có đang bị xem cái phim Alice in Borderland thế giới không lối thoát quá 180 phút đúng không? Ở trên là nghe rất bình thường, nhưng mình chỉ cần thêm một cái thôi, sự tò mò chú ý giật gân, là cái con bot này nó có thể viết ra được 5 cái tựa đề mới, tạo ra 10 xương trong cuốn sách có tên. Rồi copy cái này vào để xem là con ChatGPT này ấy, nó có thể tạo cho mình luôn danh sách 10 chương trong cuốn sách với cái tựa đề TikTok tàn nhẫn, cách trở thành một TikToker nổi tiếng bất chấp mọi khó khăn hay không. A few moments later. Vãi chưởng. Ôi ôi, nó viết đến chương 5 thôi mà mình đã thấy nó như một cuốn sách thật sự rồi này. Tạo ra nội dung liên quan đến xu hướng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa video, cách tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nani? Một con AI. Rồi ra bây giờ mình nói xong cái đó dừng luôn. Đến chương 9, cách xử lý và tránh các vấn đề phát sinh. Các bạn ạ, một con AI, một con trí tuệ thông minh nhân tạo mà nó có thể nghĩ ra được các bước, như một TikToker đã trải qua mấy năm trời ở trên cái nền tảng đó để viết ra được những cái câu này. Mình sẽ không bất ngờ nếu mà có ai đó dùng cái con ChatGPT này để viết luôn cả một cuốn sách dạy các bạn cách làm TikTok với những cái này đâu. Y chang này luôn này. Mở rộng, khai thác các ý từ chương 1 để xem là nó có thể viết ra được cho mình cụ thể chương 1 là gì không. A few moments later. Nó phân tích ra ham. Trời ơi, quá hợp lý luôn, quá đúng với cái gì mà mình đang cần luôn. Giới thiệu về TikTok, lịch sử phát triển, các loại nội dung, đặc điểm kỹ thuật, mục tiêu, vai trò của TikToker nổi tiếng. Hết luôn á, quá kinh khủng luôn. Nó chuẩn xác, đúng y như một cuốn sách có thật luôn á. Nhưng mỗi tội là nó vẫn hơi lag một tí. Đấy. Chúng ta đã hiểu rằng là con ChatGPT này nó có thể phù hợp cho mình YouTuber, nó có thể cho những các bạn viết sách. Vậy thì nó còn có thể giúp cho các bạn học sinh được không? Ví dụ đây, mình có một cái đề thi học kỳ 1 toán lớp 8. Mình copy một cái bài toán, mình sẽ đem nó vào đây. Mình sửa lại một chút cho nó một cái ký hiệu sợ nó không hiểu. Để thử xem với cái bài toán này con ChatGPT nó có giải được không. Nhưng mình cảm giác rằng là con AI này có vẻ nó đang bị hơi giới hạn về mặt ký tự hay sao á. Thành ra là nó chỉ giải được tới đây thôi. Nhưng nó vẫn giải được bài toán và nó giải được, nó đưa những cái lý lẽ này. Cái này thật sự là mình không biết rằng là nó có đang có giải đúng hay không. Thì nếu mà bạn nào mà đã học qua cái này rồi á, các bạn có thể đọc thử xem là nó có đúng không nhá. Về cơ bản á, là cho dù nó có trả lời sai nữa, thì các bạn đã bao giờ nghĩ rằng là có một cái con AI, có một cái con bot nào mà các bạn đưa bài toán vào mà nó giải cho các bạn chi tiết như thế này chưa? Đó là toán học. Còn bây giờ mình sẽ thử cho cái con ChatGPT này, nó sẽ làm một đoạn ngắn anime. Tất nhiên là con này nó không thể làm hoàn thiện một bộ anime được rồi. Nó vẫn phải là có sự trợ giúp đến từ những cái trang web khác để hiển thị hình ảnh và đọc giọng nói. Nhưng mình sẽ thử cố gắng làm một đoạn như thế để cho các bạn xem sức mạnh của nó như thế nào nhá. Và đây sẽ là đoạn anime. サンは独自のウィブ呼吸法で知られる神通村の忍者でした。幼い頃から忍者の芸術に魅了され、様々な技術やスタイルを習得することに専念していました。しかし、彼を真に際立たせたのは、彼のウィブ呼吸スタイルでした。この強力なテクニックにより、彼は彼の中にあるエネルギーを利用し、壊滅的な攻撃でそれを解き放つことができました。 それは数世代にわたって彼の家族に受け継がれてきた、ケウで絶望された力でした。年を取って忍者学校に入ると、孫は自分のウィブ呼吸法を完成させることに専念しました。彼は長時間のトレーニングに費やし、スキルを磨くために自分自身を限界まで追い込みました。そして、彼の努力は報われました。卒業試験の日、孫は忍者ボットのグループと対決し、 持てる力のすべてを使ってウィブ呼吸法を解き放ちました。ボットは彼の激しい攻撃に匹敵するものではなく、
彼は勝利を収め、仲間の尊敬と称賛を得ました。現在、神通村の本格的な忍者として、サンはスキルを磨き続け、常に最高を目指しています。そして、彼のウィブ、呼吸スタイルの力があれば、彼はどんな挑戦にも立ち向かうことができることを知っています。そのため、彼は常に強力なウィブ、呼吸スタイルで、自分のやり方であらゆる挑戦に立ち向かう準備ができています。Vâng, và vừa rồi là một đoạn ngắn gọi là anime mà mình có thể tạo ra được với kịch bản đến từ ChatGPT, hình ảnh và âm thanh lấy từ những trang web khác, cũng là sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo AI. Và tất cả những thứ gì mà mình đưa vào chỉ là mình nói rằng hãy viết một câu chuyện ngắn với phong cách của Naruto về nhân vật Sơn, một ninja của làng Sinh Tố, sở hữu sức mạnh hơi thở của Weeaboo. Và kết quả như thế đấy. Thì nếu các bạn nào với cái đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận, các bạn có thể tự tìm cách truy cập vào và hãy sáng tạo, hãy thử tìm xem những cái tác dụng nào nữa của cái con AI ChatGPT này nhá. Còn mình có lẽ là mình sẽ ngồi tiếp tục để làm thêm anime để cho mình xem ở đây. Hay quá luôn ạ.